Xin chào quý vị và khán giả, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn về một cái dòng máy xúc Doosan DX55V ghép ACA đời 2013 phiên bản cần cứng của một ông chủ máy xúc trẻ tuổi. Thì để xem sau khoảng thời gian sử dụng 3 tháng thì con máy xúc này nó xuống cấp như thế nào. Ok, vậy thì mời các bạn cùng theo dõi video. Thì trong màn này nhỏ các bạn, đây chính là con Doosan DX55V ghép ACA đời 2013 phiên bản cần cứng. Con này lấy về đâu đó mới được 3 tháng. Và trong khoảng thời gian 3 tháng này thì máy xúc đi làm cũng rất là nhiều rồi. Vậy chỉ để xem sau 3 tháng sử dụng một con máy bãi như thế này và một người sử dụng nó xuống cấp như thế nào. Mời các bạn cùng điểm danh sơ qua các chi tiết. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là về phần cái gầu đầu tiên này các bạn này. Thì con này vẫn là đang sử dụng hai cái gầu, một gầu đào và một gầu bằng để vét cát. Thì mình muốn giới thiệu là cái phần ắc đầu tiên các bạn ạ. Thì cái phần ắc gầu là cái bộ phận nhanh mài mòn nhất vì nó đi làm. Cụ thể hơn là lớp móng nhà thì nó cần phải sử dụng rất là nhiều cát. Đấy, dùng cát nhiều thì sẽ bị mài mòn đấy, các bạn có thể nhìn thấy không. Thì về phần đầu tiên thì các bạn có thể thấy không, nếu mà trước mắt và mình nhìn vào con máy này thì mình có cảm giác là hầu như con máy này lấy về hình như chưa làm hay sao ấy. Nhưng mà nhìn sơ qua thì mình biết là chứng tỏ là ông chủ này rất là chăm máy các bạn ạ. Một người mua một con máy này rất là chăm. Nhìn vào đâu như thế, các bạn có thể nhìn vào không? Các cái rãnh này thì tất nhiên sau khi 3 tháng sử dụng ấy thì những cái phần này này chưa bao giờ bị mòn được. Nó mòn vậy thì mòn nhanh quá à, đâu phải là cái miếng gỗ gì đâu mà nó nhanh mòn như thế. Nhưng mà mình nhìn vào đâu để đánh giá là một người chăm máy như thế. Các bạn có thể thấy không, bơm mỡ không dây ra đây, có dây ra đây người ta dọn, người ta rửa sạch sẽ, chứng tỏ là con máy này được bảo dưỡng rất là tốt. Đây, các phần ắc các bạn thấy không, rất là còn mới ngon này. Đây, xi lanh còn nguyên, không có chảy dầu mỡ rồi nha. Đây, rồi bộ phận xi lanh này. Đó, bộ phận xi lanh này còn rất ngon. Đấy, cần các bạn thấy không. Đây, con này thì không sử dụng búa nên là đường búa vẫn còn nguyên bản dỉ này. Đấy, búa vẫn còn nguyên, chưa sử dụng búa này, vẫn còn này. Đấy, ở cái phần cần đấy các bạn ạ, cái phần đầu cần này, cái phần từ đây này, phần từ đây này trải dài lên cái phần trên này, là cái phần này là rất dễ hay bị chảy sơn nhất. Tại vì khi mà mình làm đây, mình co gầu vào thì cây cối cành nó cọ vào thì nó gây ra xước xác. Nhưng mà đây hầu như con máy này còn nguyên vẹn luôn, không bị chảy như nhiều. Cái chỗ này thì do là bị cái tháo lắp nhanh này, cái dây tio này nó cọ vào đây, nó bóng như thế này, nó vẫn còn nguyên bản các bạn này. Đấy, có thấy không, rất là xịn sò đấy, chứng tỏ là con máy này hầu như là vẫn còn đẹp. Nhưng mà mới nhìn ở cái phần này thôi thì chưa thể đánh giá được con máy này sau 3 tháng sử dụng mà còn ngon được. Vậy thì mình sẽ là đây các bạn thấy không? Bơm mỡ cần rửa rất sạch này, những cái lỗ mỡ này. Đấy, tiếp theo mình muốn giới thiệu đây, cái phần cổ cứng. Cái con này là cổ cứng thì nên là không có bàn cãi gì về phần là nứt niếc ở đâu đây. Nhưng mình cũng phải xem qua. Đây các bạn thấy không? Nguyên một màu. Rồi một bên nha, thử sang bên này. Đây, ngó sang bên này. Rồi, ngó sang bên này. Đây, không có một vết nứt, dấu hiệu vết nứt gì ở đâu. Đây, không có nứt niếc gì dọc ở đâu cả. Đấy, các bạn thấy không? Ok, có đoạn nào mà bơm mỡ nhiều mà chưa kịp vệ sinh thì nó sẽ bị lòi ra như thế này. Đấy, chứng tỏ là con này về việc vấn đề chăm sóc bảo dưỡng mỡ rất là tốt. Đây, bơm mỡ thường xuyên, bơm mỡ định kỳ và hầu như nó không rơi ra ngoài, không bẩn biếc ở cái sàn này các bạn này. Đấy, máy đi làm về còn nguyên bụi nguyên cát đây. Đây, cái phần đầu trước, đầu ben. Đầu ben thì hầu như là còn nguyên bản từ lúc khi mà lấy ở bãi về. Cái phần ben này thì các bạn thấy không, rất là sạch sẽ. Phớt xi lanh của cái ben này cũng không có chảy dầu mỡ gì. Thì tất nhiên làm sao mà mới mấy tháng mà đã chảy được, đúng không? Mới tháng mà chảy được thì thôi à. Đây, tio này, các lớp bọc vải như hôm trước mình giới thiệu thì vẫn còn nguyên. Chứng tỏ con này rất là xịn sò đấy. Đây, về phần lốp. Về phần lốp các bạn thấy không, máy thì siêng năng rửa và chịu khó thì cái miếng lốp này thì nó vẫn còn. Đây, di chuyển nhiều thì nó cũng đã bị mòn một ít lốp rồi các bạn này. Đây, di chuyển nhiều thì các gai lốp và các cái vanh này nó đã bị nứt sạm sạm rồi này. Đấy, đấy thì mới bị sứt sạm sạm thì thôi. Đấy, cái lốp mà chạy nhiều, di chuyển nhiều thì tất nhiên là nó sẽ bị. Kế tiếp theo là về phần gầm. Đây, phần gầm của con này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không, máy đi làm còn nguyên cát này, rất là nhiều cát. Đây, các hệ thống gầm này vẫn còn một màu sơn. Đấy, một màu sơn, trục cạc đăng. Đấy, chi tiết từ các trục cạc đăng. Đấy, đến hộp số này, gầm các bạn thấy không, rất là khô ráo, cực kỳ khô ráo luôn. Đấy, thì tất nhiên mới có mấy tháng thôi, sao đã chảy dầu chảy mỡ được ở đâu được, đúng không? Nhưng mà căn bản là mình chọn được một con máy ngon thì sau sử dụng thì cả khoảng 1 năm thôi nó vẫn chưa vấn đề gì, và biết cách bảo quản thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, kế tiếp theo đây chính là phần mâm quay toa.
không quay toa các bạn thấy không? Không bị chảy nhiều mỡ chảy ở đâu ra cả. Làm gì có gì đâu mà chảy. Máy đẹp, bảo dưỡng, bảo quản tốt thì nó sẽ ngon thôi. Đây bơm mỡ ở đây cũng không bơm nhiều, nó không bị lòi ra đây thì nó không bị bẩn cái sàn, nó không bị ướt cái phần mâm này. Và có bị rõ ra đâu người ta rửa rồi dọn đấy rất là sạch. Đấy. Gần chết rồi đâu. Rồi, kế tiếp theo đến phần thân máy. Đây các bạn thấy không? Mua về hai gương thì vẫn đủ hai gương, chưa bị vỡ cái gương nào cả. Và cái phần thân ở đây thì cái phần thân này các bạn thấy không, cũng không chảy xước gì. Đấy, giữ máy chứ các bạn, quá giữ máy luôn. 3 tháng như vậy là cũng đã giữ máy rồi. Đây, tem tiếc nguyên bản vẫn còn nguyên, hầu như không chảy xước gì nhỉ. Đấy, chưa bị chảy xước. Đây, đến về phần sau là về phần đuôi. Đây toàn bộ cái đuôi của con này. Thì đầu tiên là về phần Meyer. Meyer gầm thì đây. Đấy, các bạn thấy không? Do ở đây hay đi lấp móng làm trong địa hình cát nên là tất cả cát kiếc phải bám. Thì vì vậy nên là mỗi lần cát về bám này là ông chủ thường thường hay rửa. Chính vì rửa vậy nên nó mới sạch sẽ như thế này. Đây, cầu các thứ đẹp, nguyên bản. Đây các bạn thấy không? Rất là xịn sò nha. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình mới chỉ xem là qua là cái về phần là cần rồi ắc rồi lốp. Thì là mới 3 tháng cũng chưa thể nói lên được cái gì. Quan trọng là về phần động cơ, đúng không? Nhưng mà nhìn sau các bạn có thể nhìn về phần đuôi máy này, thiết kế mua bãi như thế nào thì y chang như vậy thôi, vẫn không chảy xước gì, chứng tỏ là làm rất là giữ máy đây. Nhưng mà vẫn chưa nói được gì, quan trọng là mình phải ngó động cơ sau 3 tháng sử dụng xem là động cơ nó có bị xuống cấp chảy dầu không. Wow, đây các bạn thấy không, lần trước mình review thì con này bơm như thế nào, TO nguyên bản như thế nào vẫn còn nguyên trang, chưa phải thay TO luôn, tất cả đây chưa phải thay TO. Bơm này, bơm rất là xịn sò. Đây, không chảy dầu, chảy mỡ gì, khô rang. Đấy, lọc gió Boe đây. Bơm biết đây, còn nguyên một bản này. Đây, động cơ của nó này. Đấy, động cơ đây. Từ động cơ này, không thay tháo các bạn không? Từ những cái lọc dầu, lọc riếc này, không có chảy dầu, chảy mỡ gì ở đâu. Đây, không có chảy dầu, chảy mỡ gì nhá. Các bạn thấy không? Không có dấu hiệu chảy dầu chảy mỡ gì ở đâu cả, rất là xịn sò. Đây, ngó kỹ hơn ở góc trong này. Đó, từ các đường ống cắt tiêu bắt này rất là đẹp. Đấy, đúng không? Rất là xịn sò luôn. Rồi, ở về mặt hông bên này, phần hông bên này thì mặt kính bên này thì tem vẫn còn nguyên, chưa bị mất tem. Cửa kiếc không bị cong vênh. Rồi logo đô ghiếc vẫn còn nguyên. Đấy, chứng tỏ là di chuyển bảo quản máy tốt. Kia về phần gương chiếu hậu kia còn đầy đủ. Thử xem là về phần nội thất bên trong xem nào. Phiên bản độ này, ông này có độ gì không? Đây, ở trên cabin thì chỉ có độ thêm một cái này để giúp bỏ giày dép vào đây để đi lên cabin nó không có bị bẩn. Đấy, không có bị bẩn, không bị bẩn biết gì hết. Đây, em có độ thêm cái gì không? Đây, cabin đây các bạn này, mình sẽ mở cửa này ra cho sáng. Đây, cabin đây. Cabin thì ông chủ này cũng rất là sạch sẽ. Có cái chổi quét kia. Có những chai nước lọc để uống đây, chai nước lọc đây. Bộ đàm biết hầu như là như cũ, chả có cái gì khác biệt cả. Đấy, không có gì khác. Nội thất thì nó vẫn như cũ thôi. Cái này thì gắn thêm, chắc là gắn thêm để điện thoại thôi. Đấy, vô lăng vô đít thì vẫn còn nguyên bản. Đây, màn hình thì không bị vỡ, chảy xước thì nhiều. Đây, tất cả các nút chức năng các thứ đây được cũng được dọn dẹp sạch, rất là sạch sẽ. Cũng có dây sạc này, dây sạc để sạc điện thoại này. Nhiều tiền sao bỏ đây tiền ở đây. Đây, tiền đây này, bỏ đây tiền ở đây. Ok, toàn bộ đây chai nước để phục vụ. Hầu như là không bừa bộn, không chất tiếc gì nhiều lên trên này. Không có bỏ được gì. Đây, màn hình đây mình thử mở chìa khóa này. Đấy, cầu sạc vẫn xịn sò luôn. Đấy, vẫn xịn sò luôn. Đồng hồ báo dầu, nhiệt độ các thứ, máy móc ngon, không có báo xuất hiện lỗi gì cả. Mình bây giờ mình thử đề máy, mình test thử là con này lâu lắm rồi mình không thử là nó có ngon lành gì không. Đây mình đang review mà mình đi cả dép lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Nghe tiếng động cơ, nghe tiếng máy đấy. À, khá xịn sò. Rồi, mình đang thử đây. Đấy, các bạn hãy nghe thấy tiếng động cơ không? Vẫn như mới, vẫn như may bãi luôn. Đấy, vẫn như mới, vẫn như may bãi luôn. Nghe rất là vui ta. Đấy, đúng là dòng Dosan rất là chất các bạn ạ. Đấy,
mình quay toa này. Đấy, quay toa đấy, quay toa đấy. Đó, nghe tiếng máy rất là ok, bảo quản rất là tốt đấy các bạn ạ, bảo quản cực kỳ tốt luôn. Bảo quản đây, từ phần nội thất bên trong này đến cái bộ phận ngồi lái này. Đấy, bộ phận bên trong, bộ phận ngồi lái, cửa kiếc này. Đấy. À, thông thường thì một con máy khi mà mình lựa chọn, mình sử dụng, mình mua về, mình biết cách lựa chọn tốt, cách bảo quản chăm sóc tốt thì là nó sẽ thành một con máy ngon thôi các bạn ạ. Đây, tổng thể của một con máy. À, con này thì mà rửa sạch những cái bùn, cái đất bám ở trên cái sàn đi thì mang về đây lột cái chữ kia ra thì nó không khác gì một con máy máy bãi các bạn ạ. Đây, từ đường sơn, rồi từ những cái nét chữ, rồi từ những cái đuôi, rồi những cái lốp hầu như là vẫn còn mới. Đấy, thì ngày sau khoảng 3 tháng sử dụng thì con này không khác gì so với lấy một con bãi về các bạn ạ. Nếu nó đang đậu đây như thế này, nó chả khác gì một con máy bãi mới đang đậu ở đây đâu. Đấy. À, thì để làm được cái điều này, ngoài mình phải lựa chọn được con máy tốt, biết cách lựa chọn một con máy đẹp ra, thì khi trong quá trình vận hành, trong quá trình sử dụng, mình cần phải bảo dưỡng, bảo quản và biết cách chăm sóc máy tốt. Có chăm sóc máy tốt thì máy nó mới bền và máy nó mới đẹp được như mới như vậy các bạn ạ. Đấy. À, chứng tỏ là sau 3 tháng sử dụng, máy xúc của ông chủ trẻ tuổi này hầu như không hề xuống cấp cái gì, duy nhất chỉ phần lốp nó hơi mòn một tí thôi. Đấy, chứng tỏ là bảo quản rất là tốt và bảo quản chăm sóc định kỳ máy, từ lọc dầu, lọc gió, thay định kỳ và các thứ các bạn này. Ok, vậy thì ngày hôm nay video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.